không cần sự giúp đỡ từ bố mẹ. Mấy đứa bạn có đứa nào cũng được đi chỗ này chỗ kia, chỉ có con được ba mẹ bắt ở nhà thôi à. Sẽ có những vướng mắc trở ngại nào đối với trẻ khi cha mẹ mãi không buông tay để con tự lập? Rồi cái ông bước ra ngoài rồi không có tôi, ông vấp ngã sao ông? Trời ơi, chị làm gì sao chị cứ lo lắng quá vậy? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ thực tế đến từ các khách mời: đạo diễn Hoàng Mập, diễn viên Lê Bê La và chuyên gia tâm lý Linh Trang với chủ đề thời điểm nào cha mẹ cần buông tay để con tự lập. Cái mình dẫn dắt đến con là cái khả năng tự ra quyết định của con, chứ không phải tự lập là bỏ con ra một hoang đảo và rồi con tự đi. Sau khi anh bao bọc con nhiều quá và anh thấy con thiệt thòi, thì sau này chị không cấm cản con, chị miễn cái đó nó là một cái gì đó chân chính, cái gì đó nó tử tế. Đón xem Phụ Nữ Ngày Nay được phát sóng vào lúc 17 giờ chủ nhật.